Thưa quý vị và các bạn, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 6 tháng Giêng Tết âm lịch Giáp Thìn, ước tính có khoảng 102.000 lượt khách đến địa phương tham quan, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng khách lưu trú ước đạt 55.000 lượt, khách quốc tế ước đạt hơn 31.000 lượt và 24.000 lượt khách nội địa, công suất phòng ước đạt 62,4%. Doanh thu ước đạt 160 tỷ đồng, tăng 4,82% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Riêng các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết miễn phí vé tham quan đối với du khách nội địa và người dân địa phương, đã đón hơn 104.000 lượt khách vào thăm. Trong đó có khoảng 12.600 khách quốc tế và 92.000 khách nội địa. Ngày 13 tháng 2, các điểm di tích trở lại bán vé bình thường cũng có khoảng hơn 16.000 lượt khách vào tham quan. Hầu hết các du khách đánh giá cao những chương trình có tính tương tác trải nghiệm văn hóa truyền thống, chào đón du khách đến Huế. Trong đó có một số hình thức vui chơi giải trí, dịch vụ phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá văn hóa truyền thống. Các hoạt động đón xuân của vùng đất cố đô Huế đáp ứng nhu cầu khách du lịch và cộng đồng địa phương.